khi số phận dồn ta đến đường cùng, thì bóng tối lại là nơi an toàn nhất. Tôi chỉ còn một cách duy nhất, là đối mặt với nó. Cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lõng như phật. Sao quên đi tháng năm, em đêm hạnh phúc trong tâm tôi. Ủa ai gì? Người mới, nó tên Bi, giờ nó ở đây với mình. Ở đây ai cũng có quá khứ giống con hết. Lũ đàn ông là vậy, tụi nó coi đàn bà như đồ chơi, đem nỗi đau của chị em mình ra coi như trò đùa. Đã đến lúc mình phải cho tụi nó trả giá. Chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhiều khi ta cứ nghĩ mình chọn đúng, nhưng đến cuối cùng tất cả cũng trở thành sai.